Ok, cô sẽ tạo một cái thư mục mới. Thư mục mới ha. Đây, cô tạo cái thư mục là JavaScript ơi. Ôn tập xong 22 ôn tập nhé. Sao em? Có nhìn thấy không? Không 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 cần đâu nhé. Rồi. Rồi hôm nay cô sẽ ôn tập cho các bạn mấy cái tiêu đề nè. Các bạn đang thắc mắc cái này, cô sẽ giải quyết từng vấn đề một nhé. Cái đôm này thì cô sẽ nói sau. Thì từ những cái này thì nói chung là mình sẽ cũng có tương tác với cái đôm, nhưng mà cô sẽ nói kỹ mấy cái này trước. Thì đầu tiên thì cô sẽ nói tới chuỗi, đúng không ạ? Chuỗi trước ha. Sau đấy cô sẽ nói cái hàm. Sau đấy cô nói object và tới là cái mà. Ok không ạ? Thì đầu tiên cô sẽ nói chuỗi trước ha các bạn. Thì đây, cô sẽ new một cái file là string chuỗi ha, string demo nè. Ok. À, JavaScript thì các bạn phải nhúng ở trong cái HTML. Nếu các bạn muốn chạy JavaScript độc lập không cần nhúng thì có cách nha. Có nghĩa là các bạn sẽ cài đặt cái nốt JS. Ok không ạ? Các bạn cài đặt cái nốt JS. Đó, nếu mà muốn chạy nó độc lập thì các bạn phải dùng cái nốt JS nha các bạn. Đó, các bạn cài lên và các bạn chạy nốt, chạy trực tiếp cái file JS luôn. Cái này thì buổi sau cô sẽ nói, còn hôm nay thì cô sẽ nói các kiến thức khác ha. Đấy, thì các bạn hiểu là tiền thân của JavaScript thì nó là phải được nhúng vào HTML nó mới chạy được. Còn cái nốt là sau này, đúng không ạ? Nó là một cái open source của JavaScript. Thì có nhiều cách để nhúng ha các bạn. Bây giờ cô sẽ tạo một cái thư mục là JS. Cô để cái file JavaScript ở đây. Ví dụ như cô để là stringdemo.js. Ok, cô nhúng vào đây. Thì cô add nó vào. Thì các bạn lưu ý ở trong JavaScript thì cái đoạn mã JavaScript đặt ở đâu cũng được. Có thể đặt ở đầu, có thể đặt ở giữa, có thể đặt ở cuối. Có thể đặt ở bất cứ chỗ nào mà các bạn thấy nó hợp lý. Ok. Và thường cô hay đặt nó ở cuối ha, có lý do nhá. Thì thường cô sẽ hay đặt cái script ở dưới. Thì để nhúng cái file script vào thì các bạn chọn là script, xong có cái thuộc tính là src. Xong để các bạn vào cái thư mục js gọi tới cái string demo. Ok chưa ạ? Ok. Nhiều người, các bạn thấy là nhiều người sẽ đặt ở đây được hết nha. Ok. Đó. Có người thì đặt ở đâu đó. Có người thì thích đặt ở cuối. Cô thì hay đặt code ở cuối. Ok không ạ? Rồi. Bây giờ cô chạy cái này lên. Run. Wow. Chưa có gì đúng không? Cô để hai bên các bạn nhìn nào. Chưa à? Các bạn nhìn cho dễ nha. Đấy. Rồi. Bây giờ cô sẽ demo. Thứ nhất là mình sẽ demo về chuỗi, đúng không ạ? Chuỗi. Thì bây giờ trong chuỗi thì có cái gì nè? Đầu tiên, các bạn phải hiểu là trong JavaScript chuỗi, cái này ta gọi là string đúng không? Chuỗi nó được bao bởi dấu nháy đơn hoặc kép, tức là dấu nháy đơn và kép giống nhau. Được bao bởi dấu nháy. Nháy là đơn hoặc là kép đều giống nhau. Ok chưa? Ok. Đấy. Thì trong chuỗi nó có một cái thuộc tính. Có một thuộc tính duy nhất là
À, len. Đồ dài. Cái này là trả về đồ dài của chuỗi. Hay ta còn gọi là số phân tử, số ký tự của chuỗi, đúng không ạ? Đấy. Và ngoài ra nó có rất nhiều phương thức. Ngoài ra có rất nhiều phương thức. Phương thức. Đấy. Cô lấy một cái ví dụ ha. Cô khai báo một chuỗi. Và đúng không ạ? À, string gắn bằng hello world. Thì cái string nó là một một chuỗi. Để các bạn biết nó là kiểu gì thì các bạn chỉ cần alert tie up bật à mình show nó lên tie up cái chuỗi à là các bạn biết nó kiểu gì. Nó là kiểu string này các bạn. Thấy không ạ? Nó là kiểu string. Ok. Rồi, bây giờ mình để hiển thị độ dài của chuỗi thì mình ví dụ các bạn để là document.write. À. Dài số ký tự. Các bạn còng chuỗi. Ok. Còng cái structure.length. Structure.length là nó trả về độ dài của chuỗi đúng không? Cộng với cô muốn xuống dòng thì cô để ở đây một cái thẻ br. À, và JavaScript nó hiểu thẻ nhé, cái chuỗi này nó hiểu là thẻ. Các bạn thấy là cái số ký tự của nó sẽ là 11 ký tự. Ok không ạ? Đấy, 11 ký tự. Rồi, thì cái này các bạn nè, cái len này nè, thì người ta gọi là thuộc tính. Thuộc tính nhá. Rồi, thì ngoài ra cái JavaScript có rất là nhiều phương thức. À, phương thức của nó có nhiều lắm các bạn. Phương thức. Nếu các bạn mà muốn biết được nó có những phương thức gì, nếu các bạn không nhớ, đúng không? Thì các bạn có thể tra. Các bạn học, các bạn không cần phải học thuộc, không cần phải nhớ nhá. Tức là mình làm nhiều là nhớ thôi. Chứ mình đừng có cố gắng ghi nhớ. Hiểu không ạ? Cố gắng ghi nhớ là tàu hỏa nhập ma. Hiểu không ạ? À, bây giờ mình biết cái phương pháp nha các bạn. Vậy thì nó chuỗi nó sẽ có cung cấp rất nhiều phương thức để thao tác trên chuỗi. Đúng không ạ? Thao tác trên chuỗi. À, thì cách để biết có những cái phương thức gì thì các bạn tra, các bạn tìm hiểu. Thì có một cái kênh mà các bạn hay được nghe nhắc tới là cái trang web gì ạ? Trang web gì ạ? Cô nghe W3 School không? Thấy trang web này quen không ạ? Quen không? Rồi các bạn vào tutorial này nè. Hoặc các bạn vào reference, nếu các bạn muốn tra cứu thì chọn reference. Muốn học từ đầu thì chọn tutorial. Ví dụ cô muốn tra xem cái JavaScript có những cái hàm của chuỗi, có những hàm gì, cô vào reference chọn JavaScript reference. Đấy, mình tham chiếu cho nó nhanh. Và mình xem cái string của mình nhé. Cái string nào. Đây, string này các bạn. Chuỗi nào. Thấy chưa? Ok. Rồi, các bạn để ý thấy nó sẽ có cái gì ạ? Quá trời quá đất đúng không? Đây. Cha S nè. Cha code S nè. Con cat nè, nối chuỗi nè. Con chapter không nói, bỏ bỏ con chapter đấy nhá. Nó trả về cái chuỗi con chapter, cái mẫu của nó đó. Rồi, end with là kết thúc bởi cái gì nè? From cha code nè, là return cái unicode nè. À, include nè. Return nếu mà string nó chứa. Index of là tìm nè. Last index of nè. Đấy, len nè. Len là các bạn thấy không có móc tròn này các bạn. Thì có nghĩa nó là thuộc tính nhá. Len không có móc tròn, các bạn để ý nhá. Thấy không? Rồi, tóm lại là rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Ok. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc và giải thích cách dùng. Ok không ạ? Ví dụ, bây giờ mình vào cái cha S này đi. Đọc nhá. Nó trả về ký tự.
nhớ nha, character là ký tự chứ không phải là chuỗi nha. Tài cái index tức là position, vị trí mới chỉ ra. À, cú pháp của nó là đọc là nhìn nào, cách làm nào. Ví dụ như là cha S0 thì nó trả về ký tự tại vị trí 0 là nó trả về ký tự đầu tiên. Ok không ạ? Trả về ký tự đầu tiên. Đó. Ok. Rồi. À, vậy là giả sử mình demo cái bài này. Ok. Ví dụ mình lấy cái ký tự đầu tiên, đúng không ạ? À, document.write. Đấy. À, cô copy đi cho nó nhanh nhé các bạn. À, mình không tội gì mình phải gõ lại những cái gì đã gõ. Ok. Ký tự đầu tiên là string.chars. À, chars 0. Đấy, ok. Các bạn xem đúng không nha. Có phải là chữ H không ạ? Rồi. Vậy thì với cái bài này, với cái hàm này tôi áp dụng vào bài tập nào? Cô lấy ví dụ nha. À, các bạn tìm cho cô trong cái chuỗi cô vừa nhập vào, cái chuỗi cô vừa nhập vào có bao nhiêu ký tự số? Có bao nhiêu ký tự số? Ok. Rồi, ký tự số là ký tự gì? À, ví dụ như bài toán này, bài tập áp dụng nào. Tìm trong chuỗi có bao nhiêu ký số? Hay là ký tự số? Ký số là từ 0 đến 9. Được chưa? Đó, ví dụ như Hello World 2022. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó có 4 cái số, đúng không? Vậy mình làm sao đếm được 4 số nào? Có ai có cách giải không ạ? Alo? Nhóm này có ai có cách làm không ạ? Hello, hello. Phát biểu các bạn ơi. Alo? Wow. Những bạn mới vào điểm danh cho cô nha. Đây là group Zalo nè. Đó. Hai là các bạn điểm danh cho cô này. Vào form để điểm danh nha. Okay. Rồi, không có ai có câu trả lời thì cô tự trả lời thôi. Đây. Cô sẽ for, cô sẽ duyệt từ đầu mảng, đầu chuỗi đến cuối chuỗi. Thì cô sẽ dùng vòng lặp for, đúng không? À, y chạy từ 0, y nhỏ hơn string.length. Đó, ok không? Và nếu cái ký số, à, ai vừa nhắn gì nhỉ? Ký số là cô lấy gì đấy ạ? À, và CH gán bằng string.chars tại vị trí y. Tức là cô lấy từng cái giá trị tại vị trí y. Khi y bằng 0 thì lấy ký tự đầu, y bằng 1 lấy ký tự thứ hai, vân vân. Nếu cái ký tự này mà nó lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Và ký tự này nhỏ hơn hoặc bằng 9. Đấy, tức là nó nằm từ khoảng từ 0 đến 9. À, thì tôi sẽ đếm, đúng không? Mình bảo là tìm mà có bao nhiêu, tức là mình phải đếm. Vậy là cô sẽ khai báo một biến và đếm gán bằng 0. Thì nếu như nó thỏa mãn điều kiện thì tôi tăng đếm lên 1. Đó, và ra khỏi vòng lặp, nhớ là ra khỏi vòng lặp nhé. Thì tôi sẽ xuất ra thông báo là có bao nhiêu cái ký số. Đúng không? Số, ký số. Đúng không ạ? Và đây mình sẽ xuất ra cái đếm. Rồi. Các bạn thấy nó ra là có phải 4 ký số không ạ? Ok không? Chuẩn chưa? Vậy là để mình duyệt từng cái phần tử để làm gì đó
thì mình dùng cái hàm, cái method, cái phương thức là cha ép. Ok, đấy, đấy là chuỗi, đấy là cách để mình làm nhá. Vậy mình quay lại cái trang này. Vậy là mình biết cách dùng nó. Thứ nhất là mình phải truyền vào cái gì ạ? Mình truyền vào cái index, cái position, đúng không? Định nghĩa và sử dụng này. Cha S method rồi trả về character. À, và tại vị trí index, tức là đối số truyền vào mình phải index, đúng không ạ? Ok. Index nó bắt đầu từ 0 đến 1, 2, 3, 4, 5 đến độ dài trừ 1. Ok không ạ? Đó, xong. Thì vậy là đó là cách để các bạn đọc, hoặc là một cái method các bạn hay dùng, cũng hay dùng, đó là substring. Substring. Đâu nhỉ? À, cái split cũng hay dùng. À, split cũng hay dùng. Đúng không ạ? À, slide cũng được. À, split là tách chuỗi, slide cũng được. Rồi, cô lấy một cái ví dụ split đi nha. Đây, cô sẽ demo tiếp các bạn cái split nào. Cái hàm split là hàm tách chuỗi. Tách theo cái gì? Tách theo một cái ký tự nào đó. Đây, ví dụ cái chuỗi này tôi tách theo cái dấu cách, đúng không ạ? À, rồi à, ví dụ như là à, tách theo dấu gì đó tùy mình ha. Dấu cách, dấu sẹt, dấu ship gạch, dấu gì đó, dấu gạch ngang, đó là tùy mình ha. Nó sẽ tách. Và kết quả trả về của cái hàm tách chuỗi này là nó trả về một mạng. À, bây giờ demo nha. Cô làm demo cái này luôn. Sau đấy cô sẽ nói một cái ứng dụng ha. Đây, cô sẽ nói một cái ứng dụng của cái split. Đấy nhá. Thì cái hàm thứ tiếp theo cô muốn nói các bạn đó là hàm split. Thì giả sử như chữ là, tôi đổi chữ đi nha. Xin chào FPT Polytechnic 2022 Hồ Chí Minh đi ha. Hồ Chí Minh. Xong có chấm than cái nữa. Rồi, nếu cô muốn kiểm tra xem ở đây có bao nhiêu từ nhá, cô đếm là 1 từ, 2 từ, 3 từ, 4 từ, 5 từ, 6 từ, đúng không? 6 từ. Nhưng bây giờ cô không biết nó bao nhiêu từ, thì cô sẽ tách nó theo cái dấu gạch, dấu cách, đúng không ạ? Bây giờ nè, đầu tiên là bài toán của tôi là đếm chuỗi. Đếm chuỗi, à, xem có bao nhiêu từ, hay tao gọi là word đó, từ ha. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ làm gì ạ? À, mình sẽ split nó ra. Rất dễ đúng không? Mình sẽ có var array sẽ gán bằng string.split. Split nhớ là dấu cách nha. Các bạn để mà sát này không đúng nè. Để sát này không có gì ạ. Nếu mà dấu cách thì phải để dấu cách một cái. Và cái này nó sẽ trả về cho các bạn là một mảng. Vậy muốn để biết bao nhiêu từ thì mình chỉ cần lấy mảng chấm len là được thôi. Đúng không? Sẽ ở đây là số từ. Hay ta còn gọi là word đó các bạn. Ok. Mình sẽ lấy là array chấm len. Ok. Khoan, array chấm len không có móc tròn. Rồi, mình sẽ có là 6 từ đúng không ạ? Có 6 từ đúng không ạ? Ok. Hoặc là áp dụng cái bài toán nữa nè, là bài toán để xuất ra họ và tên. Đúng không các bạn? Giả sử đây các bạn để không phải là cái này mà các bạn để chữ là họ và tên, ví dụ như là Nguyễn Văn Thần Thái, như thế. Tôi muốn biết là cái này bạn có tên gì, có họ gì. Có tên thì mình lấy cái cuối cùng, cái họ thì mình lấy đầu tiên, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ xuất cái đầu tiên này các bạn. Vậy tên là gì ạ? Lấy cái đầu tiên. Đúng không? Họ chứ. Họ lấy cái đầu tiên. Array. Array không là họ. Đúng không? Họ Nguyễn. Rồi tên. Tên là gì ạ?
Là cái cuối cùng. Thì vấn đề ở chỗ là có những người, có những người tên của người ta là 3 chữ, có những người tên là 4 chữ, đúng không? Vậy làm sao được nó biết là cái nào? Cho nên mình cứ lấy cái cuối cùng sẽ là cái tên, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ lấy độ dài của nó, tôi trừ cho 1, đúng không? Tại sao lấy độ dài của nó trừ cho 1? Bởi vì cái phân tử đầu tiên thì nó sẽ là 0, phân tử thứ hai sẽ là 1, phân tử thứ ba sẽ là 2, và phân tử cuối cùng sẽ là 3. Vậy các bạn để ý nè, phân tử cuối cùng có phải là độ dài của nó trừ 1 không? Đúng ạ? Đấy, vậy là chỉ số của nó cô sẽ lấy độ dài trừ cho 1 nha. Vậy cô sẽ lấy array, rồi lấy thêm cái len nữa, array.len trừ cho 1 thì sẽ ra tên. Ok, đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, thì đó là cái áp dụng của cái split. Cái split, ok. Đó, hoặc là cắt chuỗi, đúng các bạn? Đó, hoặc là cắt chuỗi, đúng không ạ? Cắt chuỗi. Vì các bạn muốn cắt chuỗi thì có cái hàm substring. Cắt chuỗi thì có cái hàm substring. Thì nó có hai hàm substring, là một hàm là substr và một hàm là substring. Hai hàm này bản chất nó đều cắt chuỗi, nhưng nó chỉ khác nhau cái đối số truyền vào thôi. Bây giờ các bạn nhìn nhé. Đây, cái hàm mà substr là nó sẽ truyền cái gì đấy ạ? Nó sẽ có là cái vị trí bắt đầu để cắt. Và cái thứ hai là số lượng ký tự cắt. Vậy ở đây á thì nó sẽ là đầu bắt đầu cắt là vị trí thứ nhất và nó cắt 4 ký tự. Đúng không? Hiểu không ạ? Nó cắt 4 ký tự. Ví dụ nha. Cũng là cái bài toán này. Anh này đi, cô cắt là vị trí đầu tiên, vị trí chữ N, đúng không? Vậy là substring, cắt chuỗi ha. Đấy, mình sẽ có va nè. Str gán bằng, str 1 đi, gán bằng là string nè, chấm nè, cắt chuỗi nè, substring nè, substr nè. Cái các bạn nhìn thấy nè, các bạn nhìn trên cái cô đang nhắc này, nhìn nha. Các bạn thấy cái này là nó có gạch ngang đúng không các bạn? Nó có gạch ngang ở giữa đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì sao có gạch ngang ở giữa ạ? Không phải lỗi nha, mà vẫn dùng được, nhưng mà nó báo là cái này cũ rồi. Hiểu không ạ? Cái này bây giờ cũ rồi, người ta ít dùng, tức là người ta đang chuẩn bị sẽ bỏ cái này đã, nhưng mà chưa bỏ đâu nhá. Ta vẫn dùng được. Substring. Thấy gạch ngang không ạ? Vẫn dùng được nhá, không phải lỗi nha. Rồi, ký tự đầu tiên là số 0. Cắt là mấy ký tự ạ? Cô coi nào. Anh này là 2, 4, 6 ký tự đi. 6 ký tự. Và nó trả về cái gì? Đây, nó trả về 6 ký tự nha. Chuỗi substring str. Đấy, mình để là str 1 ha. Rồi, nó ra chữ Nguyễn đúng không? Ok. Đấy, còn nếu như các bạn mà cắt theo cách kia thì là gì ạ? Ký từ đầu và ký từ cuối. Substring nè. Và str 2 gắn bằng str.substring. Thì cái đầu tiên là ký tự đầu, start number. Cái tiếp theo của nó là ký tự cuối, end number. Thấy chưa? Vì cô cũng để 16. Ok. Được chưa? Cái này là 06, còn cái này cô cũng để 06. Đúng ạ? Thì cái này là vị trí 0 và vị trí 6. Ok. Rồi các bạn xuất nó ra. Cái này là str 2.
Okay. Đấy, từ vị trí 0,6 thì nó ra đúng đúng không? Bây giờ cô đổi lại cái chỉ số đầu nè. Cái này là ký tự nó bắt đầu là 1 đến 6 là 2, 4 có dấu cách đúng không? 1 đến 3 đến 6 đi. Okay. Thì nó ra số này 6 ký tự đúng không ạ? Còn anh này mà bắt đầu từ 3 và đến số 6 thì nó vị trí 3 đến vị trí 6 thôi. Thấy chưa, nó khác nhau chưa? Hiểu không ạ? Được chưa? Đấy, anh này là bắt đầu, còn anh này là đồ dài, còn anh này sẽ là gì đấy ạ? Bắt đầu và kết thúc. Ok. Điểm đầu và điểm cuối. Được chưa? Cái này là độ dài, còn đây là vị trí nha. Anh này đều là vị trí hết. Ok. Thì đó là hàm cắt chuỗi. Chưa? Rồi. Có rất nhiều hàm mà nhiều lắm, cho nên các bạn từ từ tìm hiểu. Nhưng bây giờ cô muốn trong chuỗi này nè, cô muốn demo cho các bạn một cái rất là thú vị. Đó là regular expression. Regular expression là biểu thức quy tắc. Biểu thức quy tắc, cái này nó có ở trong Java 1 luôn. Các bạn học rồi, các bạn học rồi ha. Bây giờ cô tạm thời cô comment cái anh này lại. Được chưa? Cô comment lại nha. Rồi, comment anh lại nè. Bây giờ mình sẽ nói đến biểu thức quy tắc. Được chưa? Ok. Vậy biểu thức quy tắc là gì? À, nó là một cái mẫu. Nó là một cái quy tắc mà các bạn áp dụng theo. Áp dụng của nó là ở đâu ạ? Khi các bạn bắt lỗi, các bạn validation form, tức là bắt lỗi. Cô lấy ví dụ như sau. Giả sử như các bạn tạo trong cái form của các bạn, các bạn có một cái thẻ. À, cái này là input. Rồi, bạn nào vào. Ok. Úi giời. Rồi, lực gửi bài. À, rep. Đấy. Ok. Rồi nha. Ở đây nha, các bạn tạo cho cô một cái, các bạn đặt cho cô cái ID đi ha. ID là các bạn đặt là email chẳng hạn, đúng không? Text email. Rồi, hoặc là các bạn có gì ạ? ID là phone chẳng hạn. Text phone number, đúng không? Ok, đây. Và các bạn có một cái nút submit button. Ok. Cái này là submit đi ha. Ok. Bây giờ email phải thỏa mãn thì mới không được. À, nó mới chấp nhận. Số điện thoại cũng phải thỏa mãn mới được chấp nhận. Vậy thì ở đây cô sẽ viết một cái hàm khi cô click chuột vào anh này. Đúng không? Đấy, ở đây cô để type là button nha, type là button. Đấy, giả sử như khi cô submit vào anh này thì nó phải kiểm tra email cô đúng không, email hợp lệ không, số điện thoại có hợp lệ không. Ở đây cô đặt cho nó một cái placeholder nhá, là enter email, để các bạn biết là phải nhập cái email. Placeholder, enter cái password, enter cái phone number. Ví dụ vậy. Được chưa? Rồi, thì cách làm nè. Muốn click chuột ở đây mà trên này nó kiểm tra được, nó làm một cái hành động gì đó, thì các bạn phải gắn với sự kiện on click. On click. Ok. À, mình phải gọi cái sự kiện on click. Ok chưa? Sau đó thì mình sẽ gắn một cái hàm cho cái on click này. Tức là mình sẽ gắn các hành động cho on click. Thì cô đặt cho nó một cái hàm, đó là valid form chẳng hạn. Đúng không? Rồi. Ở bên cái hàm này cô sẽ viết, ở bên cái file JS cô sẽ viết cái hàm là function
valid form. Ok, function valid form. Rồi bắt đầu cô kiểm tra nè, làm từ từ nhá. Bài này nè, nó sẽ là cái bài assignment các bạn luôn, bắt lỗi á. Nhưng mà cô làm rất là chậm, đúng không ạ? Ở đây mình trước tiên là mình phải kiểm tra nó có trống không đã, nó có tồn tại không đã, đúng không? Đầu tiên là mình check nè. Cái này cũng là cái dom luôn. Cái này cũng là cái dom luôn. À, bây giờ mình phải lấy value từ cái này, cái giá trị của anh này. Thì cách lấy cái value của anh này thì cô lấy thông qua cái ID. Cô đặt tên là va với email gán bằng document.getElement.id. Cô để là text email. Đó, cái ID này nè phải trùng với cái ID này. Ok. Đó. Sau đấy cô lấy value của nó, cô kiểm tra. Nếu cái vemail.value mà bằng rỗng thì tôi sẽ bật ra thông báo alert, thông báo là yêu cầu nhập email. Ok. Rồi, test thử nha. Cô chưa nhập gì cả, cô nhấn submit, nó báo lỗi là yêu cầu nhập email. Ok. Thấy chưa? Làm được không em? Alo, alo. Con. Được chưa? Có ai làm theo cô không ạ? Bài này chính là cái bài assignment luôn đấy các bạn. Đúng không ạ? Rồi, tương tự cô cũng bắt lỗi dành cho anh phone. Cô copy anh này xuống. Được không? Cái này cô để là phone ha. Đấy. Và nếu mà cái này cô đổi là phone. Ok. Thì yêu cầu nhập phone number. Đúng chưa? Rồi bật ra cái nào. Yêu cầu nhập email, yêu cầu nhập phone number. Nó lập tức nó báo hai cái lỗi liên tiếp. Đúng không ạ? Thì bây giờ giả sử như cô không muốn cho nó nhập, nó chạy hai cái lỗi liên tiếp như này, thì cô sẽ để câu lệnh return ở đây. Để câu lệnh return ngay đây. Rồi cô giải thích nào. Câu lệnh return là câu lệnh thoát khỏi hàm. Nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là nó trả về kết quả tại lời gọi hàm, và đồng thời nó thoát khỏi hàm. Thì ở đây không có trả về kết quả. Thì có nghĩa là nó thực hiện công việc là khi gặp return thì nó sẽ thoát khỏi hàm. Rồi, khi cái hàm này nó sẽ vận hành như nào các bạn nhé. Khi mình click chuột vào sự kiện on click, click chuột vào submit thì nó sẽ gọi cái sự kiện on click. Và khi gọi sự kiện on click thì nó gọi cái hàm này. Và khi họ gọi cái hàm này, và khi gọi hàm này thì nó thực hiện ở đây, nó gọi qua đây. Được chưa? Ở đây nó sẽ chạy câu lệnh này. Sau đấy nó lấy cái value nó kiểm tra. Nếu value mà bằng rỗng thì nó bật ra thông báo và nó gặp câu lệnh return. Gặp câu lệnh return thì nó thoát khỏi hàm luôn, và những câu lệnh phía sau này nó không được thực hiện. Hiểu không ạ? Đó. Vậy thì cứ gặp return là nó văng ra khỏi hàm và những nó không quan tâm những cái sau đó. Vậy thì trường hợp này sao ạ? Khi các bạn nhấn submit, nó sẽ yêu cầu nhập email và dừng. Khi nào các bạn nhập email xong rồi thì nó mới tiếp tục, nó bật ra cái thông báo thứ hai. Đó. Ok. Rồi bonus thêm cho các bạn một cái nữa nha. Đó là cô có thể khi mà bật thông báo rồi thì đưa con trỏ vào vị trí này để nó nhập, để người dùng nhập luôn. Vậy thì cô gọi đến email.focus. Cái hàm email.focus là để đưa con trỏ vào cái này. Tương tự ở dưới này là vphone.focus. Ok. Rồi chạy lại nè. Submit. Nhập email. Đưa con trỏ vào, thấy không ạ? Rồi submit. Đưa con trỏ vào, thấy không ạ?
Ok không ạ? Ok, nhập là hết lỗi nha. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, cô áp dụng cái này, áp dụng cái regular expression. Cái này là mới bắt lỗi xương xương, bắt lỗi trống thôi. Còn bắt lỗi phải đúng định dạng email thì làm sao? Đây, vậy thì mình sẽ phải học cái quy tắc. Học cái quy tắc. Vậy quy tắc học ở đâu? Không nhớ thì tra ở trên mạng. Ok không ạ? Đây, các bạn vào JavaScript, các bạn tìm cho cô cái regular expression. Đâu rồi? Đây. Ok, cô giải thích một số cái nhá. Đây. Cách khai báo là nó có hai dấu sẹt. Dấu sẹt mà có chữ y là ignore case, tức là bỏ qua. Chữ hóa, chữ thường, tức là case and insensitive đó. Đây, chữ y này, hoặc là ignore case, hoặc là case insensitive, đúng không? Rồi có chữ g nữa cơ, có chữ g là global. Đây, chữ g này là global, đúng không ạ? Còn m là để multi-match, tức là nhiều cái mẫu để nó khớp, nó sao khớp. Rồi một số quy ước nào, dấu mốc vuông đại diện cho một ký tự, đúng không ạ? Dấu mốc vuông là đại diện cho một ký tự, và ký tự đấy có thể là A hoặc B hoặc C, còn những ký tự khác đều không thỏa mãn. Được chưa? Một ký tự thôi. Rồi dấu mốc vuông dưới là đại diện một ký tự. Ký tự đó cái gì cũng được, trừ A, trừ B, trừ C, có nghĩa có dấu phủ định nào. Được chưa? Rồi, dấu mốc vuông này là đại diện cho một ký tự. Một ký tự đó là từ 0 đến 9, có nghĩa là hoặc là 0, hoặc là 1, chấm chấm chấm, hoặc là 9, tức là nó một số thôi, nhưng mà phải từ 0 tới 9 thì mới được. Tất cả các ký tự khác không được. Cái này cũng ngược lại, có dấu mũ. Rồi còn cái dưới nào, mốc tròn là gộp group nhóm. X là một cái biểu thức nào đó, Y là một biểu thức nào đó, thì X hoặc Y, nghĩa là có thể thỏa mãn X hoặc thỏa mãn Y, đúng không ạ? Mẫu từ từ, chưa hiểu đâu, tí nữa mới hiểu. Rồi, dấu này là dấu chấm, phải không? Dấu chấm, nó tìm một cái single chapter. Nhưng mà không phải là ngoài trừ cái new line hoặc là cái dấu xuống dòng, đúng không ạ? Sẹt W là đại diện cho word. Word ở đây có nghĩa là số 0 đến 9, A đến Z và dấu shift gạch. Đây, muốn biết là cái gì bấm vào đây coi. Đây, muốn biết nó là cái gì thì bấm vào đây coi. Đấy, nó là từ A tới Z, từ 0 tới 9, và nó bao gồm cả dấu shift gạch luôn, underscore. Đó. Ok. Rồi, cái W lớn này là phủ định của nó, không phải cuộc, nghĩa là cái gì cũng được trừ cái đống này ra, được không? Rồi sẹt D là tương đương từ 0 tới 9. Sẹt D hoa là phủ định của nó, tương tự như vậy. Đấy, nhiều lắm, được chưa? Rất là nhiều. Ok. Rồi, cô nói sương sương thôi. Đấy, tiếp nè. Cái lặp, lặp N lần. Đây, lặp không từ dấu cộng này là tương đương với ít nhất một lần, đúng không? Tức là match string contain at least 1, tức là nó là dấu cộng là một lần. Và đến đến 1 đến đến N. Dấu sao là ít nhất là 0 đến đến N. Chấm hỏi là có hoặc không có, tức là một cái thôi, có hoặc không có. Còn cái này là chính xác x lần, lặp x lần. Còn cái này là x đến y. Còn này x đến vô cùng, phẩy không có gì cả, vô cùng. Cái đô la là cái kết thúc, cái mũ là cái đầu. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Rồi, chấm hỏi bằng, tức là match
Thế gì ạ? Bất cứ gì mà nó follow phía sau của cái chuỗi N, rồi cái chấm than là phủ định của nó, not follow. Rồi ok. Rồi, nhiều quá. Rồi các cái hàm thì mình dùng cái hàm test này để kiểm tra. Đúng không? Nó có hàm compile, execute, test và toString. Mình dùng cái hàm test này mình check xem nó có khớp hay không. Đây, có so khớp hay không? Match là so khớp. Thì các bạn nhìn là các bạn thấy nó rất là dài dòng đúng không ạ? À, làm sao để nhớ? Làm nhiều nhớ. Cô giải thích thôi chứ bây giờ cô làm là cô không nhìn bởi vì là cô nhớ, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình xem mình tạo mẫu nè. Đầu tiên cô sẽ tạo các bạn cái mẫu đơn giản. Đó là mẫu phone đi. Tạo mẫu đơn giản nhé, mẫu phone nè. Phone phải thỏa mãn điều kiện gì nè? Nhìn nhé các bạn. 0904123123. Nó là 10 số, số đầu phải là số 0 đúng không? Hay là 0281123123. Ví dụ vậy. 4, 10 số. Số đầu phải là số 0. Ok không ạ? Đó, số sau có thể là số mấy đó tùy, nhưng mà ít nhất là số đầu phải số 0. Nó phải có 10 số. Đấy nha, mình đọc quy ước nào. Số đầu tiên là số 0. Sau đó là 9 số. Từ 0 tới 9. Số tiếp theo thì có thể là số 0 đúng không ạ? À thôi, không cần kỹ như vậy. Nhưng bạn cần nào kỹ thì có thể là số tiếp theo không thể là số 0. Số đầu số 0 rồi, đúng không? Ví dụ vậy. À, số thứ 2 khác 0, đúng không? Sau đó là 8 số. Được không? Rồi, bây giờ cô đặt mẫu cho các bạn nhé. Đặt mẫu nè. Và à, pattern nha, pattern là phone gán bằng. Đầu tiên phải hai sẹt đã, cái mẫu của nó phải là hai sẹt, được chưa? Ok, rồi nhìn nhá, mình phải so khớp cái mũ và dấu đô la, nghĩa là nó sẽ chằn đầu và chằn cuối, nghĩa là nó phải khớp từ đầu đến cuối. Hiểu không ạ? Khớp cả khúc đầu đến khúc cuối luôn. Tức là cô nói nôm na là chặn đầu chặn cuối. Ok. Rồi bắt đầu mình tạo mẫu ở giữa nè. Ký từ đầu là số 0. Các bạn để số 0. Để luôn số 0 tại vì nó có một số à. Bắt buộc số đầu phải là số 0. Số tiếp theo, cái gì cũng được trừ số 0 ra. Tức là từ 1 đến 9. Không có số 0. Và nó chỉ xuất hiện một lần thôi. Dấu mốc vuông là đại diện một ký tự, cho nên ở đây chỉ xuất hiện một lần thôi, đúng không? Rồi, sau đó là 9 số, 8 số. Nhìn nè, sẹt D, sẹt D tương đương với 0 đến 9. Các bạn viết sẹt D cũng được, các bạn viết là 0 đến 9 cũng được. Đó là một số. Nhưng mà mình cần mấy ạ? Mình cần 8 số. Vậy cho nó lặp 8 lần. Dấu mốc nhỏ nó lặp 8 lần. Cô vừa tạo xong một mẫu. Ok, rồi test nào. Test nha. Nếu cái mẫu này chấm test mà nó so khớp với cái vphone.value, nếu mà so khớp thì đâu có lỗi đúng không các bạn? Nếu so khớp là chuẩn. Vậy không so khớp thì mình để cái phủ định đằng trước, hoặc mình để là bằng bằng phones, đúng không? Nếu nó phone, à lập tức mình bảo lỗi, mình copy anh này luôn. À, phone number không đúng định dạng. Rồi chạy thử nha.
Đây. Rồi, submit cái nó báo là yêu cầu nhập phone number đúng không? Rồi, các bạn để là 123456789 là 10 số. Submit cái nó bảo là phone 5 giờ bờ không đúng định dạng đúng không ạ? À, bây giờ cô để số 0 đằng trước nè. Có đúng 10 số không các bạn? 2, 4, 6, 8, 9. 9 số nó cũng bảo lỗi nè. Ok. 10 số nè. Nhìn nhá. Hết bảo lỗi. Được chưa? Rồi. Bây giờ cô, các bạn nhìn nè. Nếu cô bỏ cái đầu, bỏ dấu mũ nha. Nhìn nè. Bỏ dấu mũ. Để ý nè. Khi cô bỏ dấu mũ thì nó sẽ so khớp với phần cuối của chuỗi thôi. Phần đầu là cái gì nó không quan tâm. Vậy thì giả sử như cô nhập một cái số như thế này. Nhập một số như thế này. Ok, sau đấy phần là nó đúng rồi đúng không ạ? Nhưng mà cô thêm ở đây là 1, 2, 3 nó cũng đúng luôn. Nó cũng đúng luôn bởi vì sao ạ? Nó chỉ cần quan tâm khúc cuối nó thỏa mãn thôi. Hiểu không ạ? Còn đầu là cái gì nó không quan tâm, phía trước là cái gì nó không quan tâm, nó chỉ so khớp cuối thôi. Vậy trong trường hợp này phải bỏ dấu mũ, không bỏ dấu mũ không được. Bỏ dấu mũ, đúng không ạ? Rồi, trường hợp thứ hai. Đây. Đấy, trường hợp thứ hai là cô bỏ dấu đuôi chặn cuối. Thì các bạn để ý nè, nó chỉ cần so khớp khúc đầu, khúc cuối, cái gì nó không quan tâm. Cái này các bạn để ABC này. Đấy. Bây giờ cái này là nó thỏa mãn. Bây giờ các bạn thêm khúc cuối là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thêm cái gì nó không quan tâm, nó vẫn thỏa mãn. Vậy cho nên để các bạn so khớp chính xác một cái mẫu thì các bạn bắt buộc phải chặn đầu, chặn cuối. Ok không ạ? Đó. Lý do vì sao các bạn phải chặn khúc đầu, chặn khúc cuối. Và đây là một cái mẫu của cô tạo ra. Nếu như không có cái mẫu này, các bạn vẫn hoàn toàn dùng cái câu lệnh JavaScript IFL làm được. Nhưng nó viết rất là dài. Trong cái này các bạn chỉ có mấy câu lệnh thôi. Ok. Vậy là mình bắt lỗi xong cái số phone. Tương tự, mình sẽ tạo một cái mẫu khó hơn. Đó là mẫu dành cho email. À, cô tạo một cái mẫu dành cho email. Ủa, bị gì trời? Cô vừa bấm cái gì ạ? Cô vừa bấm tách ra. Con ngừa nó bảo cô tách cái gì ạ? Con ngừa này nó bà đào dễ sợ. Rồi, ok, tiếp nha. Thôi. Ơi. Lớp cô nhé, gửi video vô em, vô Zalo cho cô. Giờ em chuẩn bị đi học. À, ok em. Rồi, tiếp tục nào. Bắt lỗi bằng email này các bạn. Bắt lỗi bằng email nha. Mình cũng tạo một cái mẫu dành cho email. Đúng không? Email của mình nè. Ví dụ như là hườngtt@fpt.edu.vn hoặc là hườngtt43@fe.edu.vn hoặc là hườngtt@gmail.com. Được chưa? Đó. Cái mẫu. Bây giờ các bạn xác định mẫu nha. Nhìn nè. À, và pattern email các bạn gán bằng nè, xẹt xẹt nè. Chấm phẩy nhìn nhá, dấu ngũ đô la làm luôn. Được chưa? Bắt buộc phải là mẫu đô la nó mới so khớp cả nhá. Rồi nhìn nè. Chắc chắn phải có dấu amok. Cô để cái dấu amok đây đã. Chỗ này bất di bất dịch đúng không? Ok. Sau đó bây giờ ở chỗ này là đằng trước cái dấu amok thì là cái gì nè các bạn nè. Các bạn để ý dấu amok nó sẽ là ký tự. Có thể có xíp gạch, cũng có thể có số. Đúng không ạ? Cho nên cô sẽ để là sẹt W. Và nó lặp bao nhiêu lần ạ? Có thể 2 ký tự, đến bao nhiêu ký tự cũng được. Cô để là 2, phẩy là xong. Có nghĩa là 2 và dài bao nhiêu ký tự cũng được. Ok. Rồi, sau dấu amok sẽ phải là cái gì? Sau dấu amok nó cũng là ký tự. Và có thể 2 ký tự nữa các bạn này. Và tên miền thì cũng có thể có số. Cho nên chỗ này là cô giống anh này, cho nên cô copy anh này luôn. Nó giống nè. Ok.
Rồi, đến đó là mình được đến cái khúc này. Bây giờ bắt đầu từ dấu chấm trở về sau thì làm sao? Nhìn nhá, các bạn để ý nè, ở đây mình sẽ có một nhóm, hai nhóm nè, mình sẽ chia được nó thành hai cái cụm. Hai cái cụm tức là mình nhóm nó lại. Mà khi nãy cô nói rồi, nhóm nó dấu mốc tròn, đúng không ạ? Cô nhóm nó lại. Ú, alo, em ơi, chưa theo dõi đi em. Đấy, dấu mốc tròn này là đại diện cái gì đấy ạ? À, nhóm nha. Rồi, mình phải có cái dấu chấm nè. Sau dấu chấm thì sẽ đến ký tự nha. Đây, ký tự này sẽ xuất hiện 2 hoặc 3 lần. Cho nên cô để là A tới Z hoặc A hoa tới Z hoa. Và nó, cái ký tự này nó xuất hiện 2 hoặc 3 lần. Đây, khi thì 2 lần, khi thì 3 lần, đúng không? Ok. Rồi, cả cái cụm này nó xuất hiện 1 hoặc 2 lần. Mình sẽ để lọc ở ngay cái cụm này 1 hoặc 2 lần. Đó. Vậy là cô đã tạo xong cái mẫu của cái email, cái mẫu mà theo cái quy ước của cô. Mỗi các bạn có thể có quy ước riêng, nhưng quy ước theo phía trên này thì cô tạo ra được cái mẫu này. Ok, được chưa? Và mình tương tự mình cũng test thôi. Copy này các bạn. Nếu mà pattern email, pattern email chấm test, à, email chấm value, cái này mà bằng phone, kiểm tra mà bằng phone thì báo lỗi. Cái này email không đúng định dạng, đúng không? Ok, test thử nha. Submit cái nó báo là yêu cầu nhập email. Các bạn để ABC, nó báo ngay là email không đúng định dạng. À, cô để là outbox cũng bị lỗi. Cái này cô để FE cũng bị lỗi. .edu.vn. À, bắt đầu yêu cầu nhập số form. Có nghĩa là email thỏa mãn. Bây giờ các bạn này, các bạn để một dấu chấm ở đây này là lỗi. Nó báo ngay email không đúng định dạng, đúng không? Đấy, thiếu outbox nó cũng lỗi ngay. Nó cũng lỗi, đúng không ạ? Đấy, bắt buộc phải để dấu outbox. Rồi để dấu chấm cuối nó cũng lỗi, được chưa? Hoặc là để dấu chấm ở giữa cũng vậy, cũng lỗi. Okay, được chưa? Đấy, thì đây là cái quy ước, đúng không ạ? Quy ước. Ok. Hoặc là các bạn có cách viết khác như này. Nếu bạn nào mà kỹ hơn á, có cách viết như này các bạn. À, cái đuôi này, đây là 3 và đây là 2, đúng không? Đấy, đây là 3, đây là 2. Đấy. Hoặc là cái dạng này cũng thỏa mãn đấy các bạn này, cái đuôi này. Đấy, ví dụ như là .com.vn. Rồi .com cũng thỏa mãn. Rồi .vn cũng thỏa mãn. Đúng không ạ? Ok. Thì các bạn này, các bạn cái này sẽ là một cụm, hai cụm và ba cụm. Đúng không? Ba cụm, đúng không ạ? Thì các bạn để dấu hoặc nhé. Chỗ này nè, đây, nó viết hơi bị dài. Đằng sau cái này nó viết hơi bị dài nè. À, cô sẽ để xóa anh này đi, cô viết lại cho các bạn nhé. Đây, xóa anh này, cô viết lại cho các bạn nào. Rồi, cụm thứ nhất của mình là sẹt chấm, đúng không? Rồi, sau để đến là A tới Z, A tới Z hóa. Cái này lặp đúng 3 lần. Đó, rồi là sẹt chấm cái nữa. Xong rồi lặp 2 lần. Đúng không? Cái này lặp 2 lần là ra được anh này. Hoặc các bạn hoặc cái nữa, cái này kỹ hơn nha. Hoặc cái nữa. Hoặc cái nữa. Rồi cái này lặp 3 lần. Đấy, các bạn lấy này. Đó. Rồi hoặc cái nữa. Cái này lặp 2 lần. Cô lấy khúc 6. Đó. Nó kỹ vậy đó, đều đúng nha.
Thì cái này kỹ hơn. Cái này kỹ hơn. Có nghĩa là gì ạ? À, mình cho nó thỏa mãn mấy trường hợp. Ví dụ như cái này là phải chính xác luôn. Đã cái này là 3 chữ thì cái sau phải 2 chữ, cái sau 3 chữ nó lỗi. Còn trường hợp khi nãy là cô có trường hợp là 3 cái sau 3 chữ nó vẫn chịu. Hiểu ý không ạ? Thì cái này nó kỹ hơn. Đấy. Vậy quy tắc là do mình đặt ra và mình làm viết cái quy tắc như này là tùy mình. Đúng không? Giả sử nè. Cái này. Cái này để chấm VVN là nó lỗi ạ. Phải chắc chắn là chấm VN. Thì tại vì cái đuôi của nước á, quốc gia nó chỉ có hai chữ là vì Japan thì nó là GP. Đúng không ạ? Đó. France thì là FR. Nó có hai chữ à? Đấy, hoặc là từng này thôi. Ok. Được chưa? À, vậy là mình đã xong được cái phần chuỗi đúng không các bạn? À, cô vừa giới thiệu nè. Tóm lại là vừa giới thiệu cho các bạn là khai báo chuỗi nè. Đúng không? Một số cái đây là thuộc tính trả về độ dài nè. Một số phương thức, cô chỉ demo một số phương thức thôi. Chủ yếu là hướng dẫn các bạn cách để đọc, để các bạn dùng được. Tại vì phương thức rất là nhiều, các bạn không thể ngồi mà demo hết 100%. Mà nếu các bạn mà có kỹ năng học ấy, thì các bạn có thể lên mạng, xong các bạn có thể xem và các bạn vận dụng. Nhá. Rồi, cái rất là quan trọng và nhiều bạn đang bị mơ hồ, đó là cái biểu thức quy tắc hay là biểu thức chính quy. Tiếng Anh của nó là regular expression. Đối tượng của nó sẽ là reg expression. Đó. Ok. À, và áp dụng cái biểu thức quy tắc này vào trong cái bắt lỗi, tức là tạo các cái mẫu để các bạn gì ạ? À, phải yêu cầu người ta nhập đúng cái mẫu này, so khớp với cái mẫu này. Và đây là một cái cải tiến cực lớn của cái lập trình, trong đó có Java và JavaScript. Trước khi có anh này thì để bắt lỗi email á, các bạn làm cỡ khoảng 100 dòng. Bây giờ nó còn lại các bạn có 5 dòng thôi. Nó khác nhau rất là nhiều luôn. Cho nên anh này ứng dụng rất là nhiều. Ok. Thì cô tạm dừng cái phần chuỗi ở đây. Cô xem các bạn có đặt câu hỏi gì không nhé.